Chị dâu em chồng tập 1. Thử thách ngủ một đêm ở nhà em chồng. Trời ơi, còn gì khó hơn không? Đi thôi. Ái chà, mới có nhảy một cái xuất hiện nè. Hello, chị đã tới rồi đây. Cơm tự sôi và bún bò. Hai chị em mình sang bún bò. Hơi khó với con bé đang niềng răng, nhưng mà nó nói chơi luôn. Vừa mới ăn nóng xong đã chuyển qua ngay ăn lạnh. Chắc là bác sĩ nha khoa của tụi mình sẽ buồn. Đáng lẽ là sẽ phải ăn pizza, nhưng mà lúc này ăn bún bò xong không còn bụng nữa. Thôi cho mình ăn ốc nha. Và sau đó thì chị em tôi cần bổ sung một chút xíu đường. No quá rồi thì chuyển qua chuyên mục phá. Bà nói 100 ngày em xếp gọn gàng không có sao. Tự nhiên hôm nào lộn xộn chị qua chơi. Người ta gọi là cái số đó em à. Ái chà, tia thấy rồi nha. Hôm nay bà có đồ chơi mới hả? Một chiếc máy vi tính chất có chế độ nóng lạnh nâng cơ, làm sạch và massage mắt. Lạnh thì đèn xanh, nóng thì đèn đỏ, có tận mấy level và còn có chức năng dưỡng ẩm luôn đó. Xin chào mừng cả nhà đã đến với khai trương spa tại nhà của chị em mình mới vừa mở cửa mấy tiếng trước. U là trời, còn có rung rung nè, suy nghĩ hốt về một em mới được. Đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Nhìn qua cái tâm của em nó đã bị cũ rồi, với lại đựng được ít nước. Ok, có chị đường. Kỳ này phiên bản mới em đã bổ sung thêm một cái đầu chải hiện đại hơn bình thường. Ý chà, giờ chị mới biết cho nước súc miệng vô cũng được. Mấy bạn niềng răng không những rất riêng mà mỗi lần siết thì thật là kiên cường. Trước khi đi ngủ thì lại nghe tinh tinh đơn hàng đến, hai chị em ngồi kiểm sương sương. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ dọn giường. Trời ơi, có thể cho coi phim bình thường được không? Chuyện chị dâu em chồng tập 2. Và kể từ ngày hôm đó, mấy chị em mình đã dặn dò nhau là sau này đi ra quán cà phê thấy người ta bán cái bánh này mà có mắt đi chăng nữa thì cũng không được quyền ý kiến gì, bởi vì đó là cả một quá trình. Chuyện là cô Mô nó coi trên video thấy một cái bánh rất là màu mè, nó nói là cô hai ơi làm cho con nghe. Ok, làm luôn, có gì đâu sợ bé. Rồi bây giờ chuẩn bị đập 3 quả trứng gà, 120ml sữa tươi, 400ml nước cốt dừa và cuối cùng là 40g đường nha. Ra đều 200g bột mì đã trộn lẫn với 50g bột năng, từ từ thôi, khó thở quá. Rồi bây giờ thì em dịnh cần chị đổ mình lọc qua một lần nữa và đến cái khúc pha màu thích ghê. Màu nào mà làm tự nhiên được thì tụi mình sẽ cố gắng như là màu hồng màu xanh, còn không được thì đi mua về. Bỏ cho mấy em này ngủ trong tủ lạnh trong vòng 2 tiếng là ok. Mình là người đầu tiên xí nhiệm vụ đổ nhưng mà có lẽ là không được như mơ. Mấy đứa ơi, chắc là chị cần có người hỗ trợ đổi cơ. Kỳ này có vẻ kết quả bất ngờ. Sau một hồi loay hoay thì cũng ra được kết quả rồi đây, mình đứng nhìn cho nên cũng thấy khá là dễ. Tiếp theo thì mình đánh 500ml whipping cream với lại 50g đường, ra được một cái hỗn hợp chóc cứng. Thiệt sự là chỗ này mình trét ghê quá, không có kinh nghiệm thôi mọi người bỏ qua nha. Cuối cùng thì cũng có một cái tác phẩm nhìn cũng hết tạm chấp nhận được. Có lẽ là phải có đường xay hay là cốm rắc lên, nhưng mà bây giờ tối quá rồi, 9 giờ lấy ai mà bác. Chị giao với em chồng làm lọ mọ mấy tiếng đồng hồ may mà cũng chưa có đổ bể gì và cũng chưa có đến sáng. Sáng nay thì bỗng dưng muốn khóc, ủa lộn, bỗng dưng thèm một ly cà phê trứng khơi nguồn cảm hứng, nhưng mà anh xã của mình không có biết làm. Đây là hành trình mình đi kiếm em nó về nè. Ở quán của anh chị em vợ chồng mình thôi chứ ở đâu xa này, chàng barista có thể giúp chị làm món này để tham gia ăn ngon nấu gọn không hả? Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, ở nhà ai cũng có luôn nè, mật ong, chanh, đường và 2 lòng đỏ trứng gà. Quan trọng nhất thì dĩ nhiên là cà phê rang xay hòa tan hay là pha phin gì cũng được hết á. Trong lúc chàng ta đang lọ mọ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ thì mình có một cái thông báo mới, cuộc thi ăn ngon nấu gọn đã trở lại từ ngày 30/11 cho đến 6/12 đó nha. Kỳ này với tổng 16 giải thưởng là các cốt mua hàng GrabMart với tổng giá trị lên đến 60 triệu đồng, đã quá. Cho 2 lòng đỏ vào một cái ca có thành cao để cho nó đỡ bắn và mình sẽ đánh với tốc độ chậm cho đến khi nào mà nó sủi bọt giống như là bọt xà bông á thì mình sẽ cho đường vào nha. Tại sao chờ nó lâu quá, cho một ly đá xay extra 2 lần kem. Ủa không được hả, gì chủ quán kỹ vậy? Để khử mùi tanh và có vị ngọt thanh thanh thì mình sẽ cho thêm mật ong và chanh. Tầm chừng từ 10 cho đến 12 phút nha, mình uống sắp xong ly nước, nhìn qua ẻm vẫn còn đang quánh. Nhấc lên như vậy thì mới được dừng nha, ở trạng thái đặt quánh. Rồi bây giờ mình sẽ chiết xuất cà phê, pha cà phê phin hay là pha cà phê hòa tan gì cũng được, nhưng mà nhớ phải là nóng, thiệt là nóng, không có được lạnh. Đổ cái lớp kem trứng lên bên trên, tại lúc nãy em đói quá cho nên làm đỡ cái bánh bông lan trứng muối. Ai kêu anh không có làm nhanh. Mùi vị của nó đã lắm cả nhà, giống như là marshmallow mà đã được nung chảy vậy đó, giống như vậy mà không hề tanh. Đó, chị Việt đăng tải những clip đi chợ nấu ăn như thế này kèm hashtag ăn ngon nấu gọn và ăn cùng TikTok chính là lúc tài năng phá bếp của chúng, yêu bếp của chúng ta được cất cánh.